Ban soạn thảo và tổ biên tập chương trình phát triển công nghiệp hóa dược mới đây cho biết, chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đang được cục hóa chất Bộ Công Thương xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030 sản xuất trong nước bảo đảm đáp ứng 15% và năm 2045 đáp ứng 30% nhu cầu nguyên liệu tính theo giá trị phục vụ cho công nghiệp bảo chế thuốc, chế phẩm, vật tư ngành y tế, phù hợp với mục tiêu của chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015. Chương trình này cũng nhằm mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược theo chiều sâu, chủ động nguồn nguyên liệu thuốc, phát triển công nghiệp hóa dược có cơ cấu, sản phẩm tương đối hoàn chỉnh, bao gồm các sản phẩm hóa dược chủ yếu, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước, thay thế nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu. Ban soạn thảo cũng đề xuất đưa ra các cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích đầu tư trong nước cũng như nước ngoài, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hóa dược, từng bước đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước, đẩy mạnh xuất tiến thương mại, phát triển thương mại trong nước, ứng dụng thương mại điện tử để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.